Xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã gặp được một vị sư phụ và được người đó dạy cho một loại Haki mới được mang tên là Haki Vũ Trang. Loại Haki này á sẽ giúp mình cường hóa cái đòn đánh tay lên một xíu. Nhìn cái tay của mình như vậy đúng không? Nhưng mà khi mình kích hoạt Haki lên thì nó sẽ chuyển sang màu tím luôn nè. Và như vậy thì sức mạnh của mình sẽ tăng lên á. Nhưng mà cái này nó cũng sẽ có tác dụng phụ nhá. Nếu mà mình xài lâu quá thì sẽ bị chóng mặt và kiệt sức á. Rồi và ngoài ra thì mình cũng có mở ra được một trái ác quỷ mới, đó chính là trái Kilo Kilo Nomi nè, hệ Paramecia, cũng như là một trái tên là Sabi Sabi Nomi. Nhưng mà mình lại mất thêm một cái rương vàng nữa rồi. Nó ưa bị crash game lắm luôn á. Hy vọng sắp tới thì nó sẽ không bị crash game nữa. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình là sẽ đi đánh chiếm con tàu hải tặc cực to mà chuyến khám phá lần trước mình tình cờ phát hiện ấy. Đây nè, đây chính là cái con tàu hải tặc cực bự mà mình phát hiện. Nhưng mà trước khi đánh chiếm con tàu này thì mình sẽ chế tạo thêm một loại vũ khí mới nha. Mình hiện tại thì chỉ mới có vũ khí tấn công tầm gần thôi đúng không? Nên mình sẽ làm một cái cây cung đi để có thể tấn công tầm xa. Và cây cung mình dự định chế thì nó sẽ được làm từ những cái molten stone này, khoảng 3 cái nha. Rồi sau đó thì mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy và bột quy lửa. Đó, và nó sẽ tạo ra một cái Inferno Ball. Cái này á thì mình sẽ kiểu như là sử dụng hoài luôn á các bạn ơi. Và mũi tên mình cũng không cần trang bị luôn, chỉ để như vậy mà bắn thôi nè. Đó, các bạn có hay thấy hay không? Không mũi tên mà vẫn có thể bắn được. Và nó có thể enchant luôn nhá. Mình sẽ enchant cho nó dòng chậm hỏng. Để, ấy, cái này là Infinite Use. Cái này hình như nó không bị hư đúng không ta? Để mình thử bắn thử một cái coi. Ừ đúng rồi, cái này nó không hư nên khỏi ép chậm hỏng cũng được. Chủ yếu là mình ép power để cho nó mạnh hơn. Cũng như là Infinity thì không cần Bunch. À Bunch thì cũng hay nữa nè, kiểu như nó đẩy lùi mục tiêu á. Được được, mình sẽ ép tạm hai dòng này nha. Rồi giờ thì mình sẽ coi coi có con nào để mình làm vật thí nghiệm không ta. Mấy cụ bắn phát là chắc chắn chết rồi. Ui, bắn gì mà không tới hả? Cao lên một xíu nữa. Đó. Ui, các bạn thấy xịn không? Bắn một cái bé cù lăn đùng ngay chết luôn. Và bắn cũng rất là xa nữa. Và cái phát bắn của nó nhìn cũng rất là đẹp các bạn ơi. Đó đó. Ui, phát bắn hơi bị đẹp luôn nha. Nè, nguyên một cái thanh lửa luôn á. Vậy mà hôm rày mình quên chế tạo mất. Rồi giờ thì đã có vũ khí tấn công tầm xa cũng như là tầm gần rồi, nên chắc mình sẽ dịch chuyển ngay lại cái chỗ của con tàu hải tặc đó luôn. Đây, tàu hải tặc khổng lồ. Và coi nào, hướng nào ta, hướng bên đây. Ui coi kìa, nó to chưa kìa. Không biết cái này mình nên bắt vlog qua hay là sao nhờ. Mình sợ mình chèo thuyền lên thì nó hơi phiền một xíu á. Trong hình như trong bé cái feedback này mình còn gỗ này, để mình lấy ra một ít để một xíu mình trồng vlog và lên cái con tàu đó nhá. Rồi giờ thì mình sẽ đổi ra ván gỗ nè. Để chè bắt vlog qua thôi, chứ nếu mà mình bơi á chẳng may. Ui, mấy tên hải tặc này biết uống thuốc tàng hình luôn. Ây da da, tìm đường lên cái đã. Các người được lắm. Đợi mình một xíu, mình mà ha, trở lên được thì mấy tên này to với mình. Ây da, mất máu nhiều quá. Rồi. Mình đã lên được bờ rồi. Dám tàng hình để đánh mình hả? Tàng hình, ây da. Còn một tên tàng hình nữa. Tàng hình nè. Ui, các bạn thấy mấy tên này nguy hiểm không? Dám tàng hình để đánh mình luôn. Nữa nè, tàng hình mất tiêu rồi. Ui, đáng sợ vậy. Suýt chết luôn á. May mà mình chạy lên bờ kịp. Thôi thiệt, hên thiệt. Bởi vì phải rất là cẩn thận khi mà áp sát mấy con tà bự như vậy. Ui, lính thôi mà đã biết tàng hình rồi. Và đằng kia có đường vô kìa. Để mình tìm cách mình áp sát lại gần cái đã. Đây, đặt block qua bên này. Và rồi giờ thì đã có thể đi xuống. Này thì hải tặc nè, mình sẽ đánh từ dưới lên trên nhá. Và mình sẽ mang ra thêm một bé bét mèo nữa để mình có thể nhìn trong bóng tối dễ dàng hơn. Còn nhện vô đây. Ui, coi kìa, nó úa ra kìa. Trong đó nó tối quá nên nó sẽ xuất hiện thêm mấy con quái như là nhện với skeleton đó các bạn ơi, nên phải cẩn thận hơn. Mình sẽ bắn con skeleton đằng xa trước đi để đừng cho nó tấn công mình nữa.
Rồi, tiêu diệt. Cướp biển nè, cướp biển mà ha. Kết bạn với nhện là sao? Rồi mà mình đã dọn được cái đợt đầu rồi. Trong này thì thỉnh thoảng nó có những cái spawner đó, nhưng mà nó sẽ tự biến mất khi mà mình lại gần. Đó, như vậy nè, nên cũng không cần quá lo lắng. Ui, trong này có mấy tên cầm súng kìa, đúng không? Cầm súng nè, mình có cung, nên đừng có bắn mình nha. Bắn không? Này thì cầm súng. mà tính ra mấy tên này mặc đồ da thôi nhưng mà lại khỏe cực nhá. Mình chém 3-4 miếng mới chết lận. Trong này nè, ui, mình được một cái dao ninja nè, 8 đam. Ui, cũng đảo quá chứ. Để mình vứt bớt mấy cái loot bag dởm đi, để chờ mấy cái loot bag xịn xịn thôi. Rồi, và sau đó lên tiếp tầng 2. Ui, ở đây có những cái căn phòng nè. Ui, ui còn mở cửa ra quýnh mình nữa. Ây da, tên hải tặc này hung ăn ghê luôn á, áo chiến thiệt. Trong phòng này còn không? Ui, có rương nè. Phòng này thì chỉ chứa đồ ăn thôi, nên mình sẽ lấy một ít thịt về nhá. Ở đây thì hết rương rồi. Để qua tiếp mấy căn phòng khác. Ở đây còn nhiều phòng lắm, vì đây là một con tàu hải tặc bự mà. Nè, có rương nữa nè. Ui, rương này thì có ít vàng bạc châu báu. Rương này thì, phòng này thì sao? Ui. Hải tặc, vô đây. Bắn vô đầu nè, bắn quýnh luôn nè. Ủa, đây là cái căn phòng nhỏ hả? Phòng nhỏ nên không có rương rồi. Phòng này thì cũng không có rương luôn. Ui, tính ra cái phòng này chứa nhiều thi thủ lắm các bạn ơi, cả đống giường luôn á. Rồi vậy. Ui, còn có một cái bể cá ở dưới nữa. Cái tên này sang chảnh vậy. Hãy tập mình làm nguyên một cái bể cá ở trong tàu luôn. Wow, được nha. Còn như đây là chỗ để nhốt mấy cái tù nhân đúng không ta? Ủa, đúng rồi. Ý, ui, chết. Ui, sao mình chui vô vậy? Trời ơi, suýt nữa thành tù nhân của mấy tên này rồi. Hướng này có rương không? Ở đây có cái phòng nè. Hình như phòng này là phòng chứa nước thì phải, thấy có mấy cái vạc. Bên đây chắc cũng là phòng chứa nước rồi đúng không? Đúng rồi. Còn phía sau này là phòng chứa thức ăn. Ui, đúng là cái này tàu này bự nên có quá trời phòng chứa thức ăn luôn á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi tiếp về phía trước coi còn đường nào khác không. Phía trước là một cái bể cá này các bạn ơi, các bạn có thấy bên trong có mấy con cá không? Nhưng mà nó hình như nó chết hay sao rồi. Không thấy nó lội nữa. Và ui, trong này vẫn còn hai tên thủy thủ. Thủy thủ đoàn của con tàu hải tặc này. Mặc đồ sắt thì mình đơm hết. May mà nãy giờ mình chưa gặp mấy tên mặc đồ kim cương á. Mấy tên đó nó sẽ rất là khỏe nên sẽ không dễ dàng đánh bại như vậy đâu. Ui, dùng súng kiếm mới được, nãy giờ quên dùng súng kiếm. Và bật hai cây vũ trang lên chứ. Bật hai cây vũ trang lên thì mình sẽ mạnh hơn á, nên mình sẽ không cần xoắn với tên này nữa. Uýnh xô. Ui, mấy tên này chạy nhanh vậy. Nè. Ui, thoát ẩn thoát hiện luôn á. Wow, kể coi nào. Ui, tên này cái mặt. Ui, trên này cái đá mặc đồ kim cương luôn rồi. Vậy là ở dưới thì có mấy tên mặc đồ sát, còn trên này là toàn đồ kim cương thôi. Căng đây. Để bây giờ mình sẽ ngủ một cái đi các bạn ơi, để cho trời sáng á. Dù sao trời sáng thì cũng sẽ đỡ nguy hiểm hơn, chứ ban đêm như vậy thì mấy con zombie xuất hiện thì mệt mình nữa. Giờ thì ra ngoài và chiến đấu luôn thôi. Này thì mặc đồ kim cương nè, mình sẽ quýnh từng tên trước. Mặc đồ kim cương nè. Bắn súng cái gì? Bắn súng nè, lên đây. Ui, trên đây đông vậy. Ui, không ngờ trên đây đông thiệt các bạn ơi. Ui, chết ơi, cái đàn dí mình rồi. Ăn một miếng thức ăn để cho hồi máu nào. Các người hồi máu, tao cũng biết hồi máu vậy. Rồi, tiếp tục chiến đấu. Trên này đông thiệt sự luôn á. Ui, này thì ông nè. Di chuyển liên tục để được. Đừng cho mấy tên này quýnh hồi đồng. Mình sẽ giữ khoảng cách rồi sau đó lấy cây cung ra bắn nha. Bắn người nè. Ui, cái cung mình bắn tốn có 2-3 máu tên này thôi, vì hắn mặc đồ kim cương á. Nên bắn không có... Nó này thì đùa. Cái này của mình bắn một cái là nó cháy đến chết thì thôi á. Nên đừng có chống với mình nha. Này thì chống với mình. Ui, gửi cái áo kim cương luôn kìa. Wow, gửi ra cái áo kim cương luôn, mấy tên này xịn thiệt á. Rồi, này thì cầm súng nè, bây giờ cả đàn hắn còn có mấy tên thôi. Bị mình quýnh gần chết hết rồi. Nó trên này là mấy tên mà bị mình quýnh cháy á, là nó sẽ chết hết luôn á. Ủa? Ui, đây có phòng chứa đồ nè. Wow, ui. Ui, chết, tắt hai cây vũ trang.
mình dùng quá nên bị bị mệt rồi các bạn ơi. Và trong này có rương, rương chứa kho báu luôn. Để cứu mèo mình sẽ lấy trước cái rương vàng với cái rương bạc đi. Và vứt những thứ không cần thiết như là như cái gì ta, lớp bát màu trắng nè. Và sẽ cắt, ấy nha, trời ơi, cắt bớt đồ vô trong cái đã, tại vì trong cái bé rương mình vẫn chưa chứa đồ nhiều gì hết á. Còn có một cái thanh kiếm kim cương nè. Cái này thì mình không cần lấy đâu vì nó khá là yếu các bạn ơi. Một cái manu hút. Manu hút là cái gì ta? Chờ để mình ra mình test thử coi. À, kiểu như giống như cái spider hook vậy đó các bạn ơi, nhưng mà cái mũi này là mũi nhọn chứ không phải là cái cục tơ giống như cái spider hook. Và cái này có ít than nên mình sẽ lấy về luôn. Rồi, bên này thì có kim cương vàng và một cái rương kho báu bằng gỗ, cũng tạm ổn đó. Rồi bên này thì sao? Tính ra một cái tàu hải tặc bự như vậy á mà cho mình tới ba cái rương kho báu luôn. Hơi bị xịn đó các bạn ơi. Đừng có đùa. Lấy kỳ kiểm ra cái nè. Rồi, cái rương này thì lại là rương kho báu. Ui, được thực sự. Phải chi mà mình ngày nào mình cũng gặp mấy tàu kho báu bự này thì hay biết mấy. Tìm mấy cái rương kho báu đã luôn. Bên này thì có kim... Ý, nữa nè. Ui, như vậy thì tỷ lệ gặp những cái rương kho báu trong mấy cái con tàu bự này nó sẽ nhiều hơn các bạn ơi. Một cái tàu thôi mà mình nhặt được cả đống rương kho báu luôn. Ui, được nha, sắp tới chúng phải cố gắng tìm thêm những con tàu giống như vậy thôi. Và tổng cộng thì mình có được 2 cái rương vàng và 2 cái rương bạc cũng như là 3 cái rương gỗ. Làm giàu không có, như vậy hôm nay mình đã bội thu rồi các bạn ơi. Không ngờ một con tàu như vậy mà có cả đống rương kho báu luôn. Rồi rồi, ở đây còn con quái hay con boss gì không? Ủa? Cái tàu bự gì mà không có thuyền trưởng hả? Ủa gì kỳ vậy? Ủa kỳ vậy ta? Tàu bự gì mà không có thuyền trưởng luôn. Ấy, và trên này nó có cái cờ hải tặc nè. Ui, đây là thứ mà cái bè hải tặc mình đang thiếu. Để mình sẽ lấy và mang về sử dụng nha. Ui, nó rớt xuống đây à. Ủa sao nhặt vậy ta? Mình sẽ vứt cái này đi. Đó, được một cái banner có logo của hải tặc luôn. Cực kỳ xịn nha. Ở đây còn cái mình sẽ lấy nốt luôn để không thôi nó lại phí á. Rồi, vứt một cái lướt bát và nhặt vào nè. Rồi, vậy là xong rồi. Ủa, và như vậy là xong rồi đó hả? Không biết trên cao đó còn tên hải tặc nào không ta? Mình nghĩ trên đó chắc cũng còn một vài tên đang canh gác á. Vì cái con tàu này có cả một cái buồm bự mà. Còn không? Ý? Ui, trên này cũng không còn luôn. Ui, vậy là xong rồi. Dễ gì ta? Phải là mình đã rất là bội thu khi mà đánh được một con tàu hải tặc cực bự như vậy. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng dẫn cái bé rồng á đi tìm thật là nhiều những con tàu bự như vậy để có thêm nhiều rương chứa trái quỷ hơn nhá. Còn giờ thì mình sẽ trở về nhà và bắt đầu mở rương kho báu thôi các bạn ơi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ qua đây để chế tạo một vài thứ nha. Mình sẽ đổi mấy cái số vàng mà mình nhặt được trong chuyến khám phá ra thành những cái chìa khóa vàng. Ở đây mình sẽ làm hẳn 12 cái đi, để sắp tới mình còn mở tiếp á. Rồi, và sau đó mình sẽ lấy ra khoảng 6 cái để bắt đầu mở những rương kho báu thôi. Mở lần lượt thôi các bạn ơi, mở nhiều quá nó bị crash game nữa. Thì tiếc lắm luôn á. Và hy vọng lần này mình mở số lượng lớn á thì nó đừng có crash game nhiều quá nha. Để không thôi mình mất rương chát quỷ thì tiếc dữ lắm luôn. Và cái rương đầu tiên thì mình sẽ mở rương bạc chứ, ủa rương rổ trước đi. Lỡ mà có crash game á nó cũng không có quá tiếc. Nè, mình sẽ mở luôn cho nóng nha. 1 2 3. Ui. Một trái được mang tên là Doa Doa Nomi hệ Paramecia. Ui, trái này là trái cửa nè. Tại vì mình thấy cái kỹ năng của nó là cửa không khí, một kêu khác là cửa thôi. Ôi, vậy ăn cái trái này là mình thành người cửa. Ồ, cũng được, cũng được. Một trái khá là thú vị, để sắp tới mình test sau. Có gỗ rồi đúng không? Giờ mình sẽ nâng cấp lên xíu đi, mở bạc đi nha. Thử coi bạc thì sẽ ra trái gì nào. Hy vọng là một trái tốt tốt một xíu. Và càng tốt hơn nếu mà được trái của Luffy, vì mình khá là thích cái trái Gomu của Luffy á nha. Rồi giờ thì mở luôn nè. Ui, cái trái gì nhìn ngộ vậy? Trái này được mang tên là Ori, Ori no Mi. Và nó hệ Paramecia. Hình như cái trái này là trái kiểu như của mấy người cai ngục hay sao á. Tại vì mình thấy có một skill tên là Prison Break nè.
Chắc vậy rồi, kiểu như trái này là trái cây cộng hay sao á, không biết có phải không nữa. Rồi và giờ mình sẽ mở tiếp một cái rương kho báu nữa nha. Và không chần chờ gì, đây là một rương kho báu vàng thôi, vì mình đã mở gỗ với bạc rồi mà. Hy vọng là rương vàng này nó sẽ không bị crack và ra một trái xịn xịn một xíu cho mình, để mình có thể ăn luôn trong ngày hôm nay nhá. Rồi giờ thì mở luôn nè. Trái này màu trắng và cái hình dáng nó rất là giống trái Tsukenomi luôn. Và nó được mang tên là Yuki Yukinomi Helosia. Ôi cái trái này nhiều skill cực luôn á. Mình đếm sơ qua là có 2, 4, 6 skill lận. Đây là trái nhiều skill nhất mà mình từng mở ra luôn á. Và cũng là trái hệ Helosia đầu tiên. Wow, hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của mình rồi. Để mình bonus thêm một cái rương gỗ coi. Hy vọng rương gỗ cũng ra cái trái xịn nhá. Mở luôn nè. Ui cái trái này là tên Bari, Bari no Mi, hệ Paramecia. Ủa cái trái này là trái trái thùng hả? Có skill tên là Barrel nè, Barrel Bone, Barrel Crash, Bari Bari no Piston nữa như kìa. Trái này thì được 5 skill luôn. Wow, nãy giờ mình mở ra bốn cái rương mà toàn ra những trái có nhiều skill và tên cũng khá là thú vị không à. Không biết có nên mở tiếp không nữa. Hồi chắc đang lúc may mắn á thì mình sẽ mở thêm một cái rương nữa nha. Rương rương gỗ đi. Rương gỗ thấy tính gà cũng gà mấy trái xịn xịn mà. Mới nói thì mở ra bị trùng ấy. Được hai trái Goe Goe luôn. Nhưng mà không sao hết, mình vẫn còn hai cái rương nữa mà. Hy vọng cái rương rương bạc này á sẽ ra một trái xịn xịn nữa nha. Mở luôn nè. Ui, trái này tên là Suba Nomi. Wow, nó màu màu xám xám nè. Hình dạng này nhìn thấy quen quen ta. Đúng rồi, nó có hình dạng rất là giống trái Horu Nomi luôn, nhưng mà chỉ có điều là nó đổi màu thôi á. Cũng được. Giờ mình đang thiếu ít vàng á, nên mình sẽ lấy ra ba vàng nhá, làm thêm một cái chìa khóa nữa rồi mở nốt cái rương chứa ủa cái rương vàng luôn nhá. Hy vọng là nó sẽ chứa một trái ác quỷ hệ Logia tiếp đi, vì mình đang rất là ít trái hệ Logia luôn. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau mở cái rương cuối nè. Ba la bùm. Ồ trái này là gì, trái gì đây? Trái này tên là Goro Goro no Mi hệ Logia luôn. Wow xịn nha. Giờ thì trời cũng tối rồi, để mình ngủ một giấc nha. Và trong lúc ngủ thì mình sẽ ra ngoài tìm hiểu thử xem những trái này á, trái nào là tốt nhất để mình có thể ăn trong ngày hôm nay luôn nha. Chứ không rồi xài trái Tsuke Tsuke Nomi á, nó chỉ có tàng hình mà tàng hình dởm nữa, bị người ta quýnh sắp mặt luôn á. Mình đang ngủ xong rồi và mình cũng có tìm hiểu một xíu á, thì cái trái Goro Goro no Mi này không phải là của Phượng Hoàng Macro, mà trái này là trái của Ignor á, cái ông mà tự cho mình là thần, và trái này là trái Logia cho mình trở thành người điện á các bạn ơi. Ở đây thì nó có một skill tên là Von Vari nè. Thì ra là trái Logia có thể biến mình thành người điện, cũng khá là hay á. Để trong ngày hôm nay mình sẽ thử ăn trái người điện này và chiến đấu xem coi nó có tốt không nhá. Và trước khi ăn thì như thường lệ mình sẽ loại bỏ năng lực trái Tsukenomi trước nhá. Rồi và trên người mình không còn năng lực trái Tsuke nè, mình sẽ ăn vào trái Goro Goro no Mi để trở thành người điện đó. Như vậy thì mình đã ăn được trái Goro rồi, và kỹ năng nè. Ui đúng rồi. Eothor nè, và này là Volvari, Raigo, rồi tới Kari, và cuối cùng là Sango. Cái này là toàn là chiêu bảo với điện gì không à, chiêu một coi. Nó. Ui mình lia tới đâu nó sẽ bị điện giật tới đó hay sao á, đúng không ta? Ui trái này hay nè, dùng để tấn công là hết sảy luôn á. Ui vậy là mình đã ăn được một trái toàn là những skill phục vụ trong việc chiến đấu luôn, quá dữ quá dữ. Mình sẽ tìm một con vật nào đây test thử trên mấy bé cừu đi. Nè chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Bấm. Ui. Một trái cực kỳ mạnh luôn. Chiêu 2 thì sao? Chiêu 2 tên là gì nào? Chiêu 2 được mang tên là Volvari đúng không? Được được được, Volvari. Ui giận sức à. Ủa cái này là mình đánh đánh cái nó mới kích hoạt hả ta? Ui. À không. Cái này mình dẫn sức một xíu thì nó sẽ kích hoạt một quả cầu điện các bạn ơi. Ui thì ra là vậy.
và thời gian ngồi của nó cũng khá là lâu á. Thôi mình sẽ đến skill 3 nhá. Skill 3 được mang tên là Raigo. Giận thử coi. Uầy. Giận một cái ra một cái kiểu như đám mây điện á, đám mây tĩnh điện các bạn ơi. Và một quả cầu sấm sét rớt xuống. Trời ơi. Không ngờ mình lại ăn được một trái hệ Logia cực kỳ mạnh giống như vậy. Rồi giờ thì đến skill thứ tư nè. Skill tư là mang tên gì đây để biết mà gọi nào. Kari. Kari. Ê nhầm. Kari nè. Boom. Nữa hả? À không, Kari nè, tạo điện ở xung quanh rồi. Mình cứ tưởng định hướng giống như skill 1 chứ. Giờ cho hồi nè, thử rồi coi một nổ có chết không nhá. Ui. Cái này là phục vụ trong việc chiến đấu đối với những tên nào dám áp sát mình. Nhưng mà cái trái này á, thấy mạnh vậy thôi. Và nó có một nhược điểm nhá, là sẽ không tấn công được mấy trái kiểu như là Gomu Gomu no Mi hay là một trái liên quan gì đến cao su á. Vì cao su đâu có dẫn điện đâu, nên quýnh mấy cái thứ đó là không có si nhê luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ test skill cuối cùng. Và skill cuối cùng được mang tên là Sango. Test luôn nè. Ui. Ủa? Gì đấy? Ui, có sao không? Để mình tấn công. À, vậy là lúc mà mình sử dụng thì nó sẽ giật điện các bạn ơi. Ui, coi kìa, giật điện cái chết luôn. Wow, mạnh dã man. Hôm nay ăn được một trái ác quỷ cực kỳ mạnh rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ thì mình sẽ trở vào nhà để cất mấy trái ác quỷ mà mình vừa mở lúc trước á. Chỉ chừa những thứ không chứ cần thiết trong chuyến đi khám phá thôi. Chứ để không thôi, mình quen tay với lại nhìn nhầm là ăn thêm một trái nó là chết queo luôn á. Mình đã cất đi những trái ác quỷ vào trong cái rương này rồi các bạn ơi. Và trong ngày hôm nay mình dự định sẽ chế tạo thêm một phương tiện di chuyển mới. Và mình cần phải chuẩn bị trước một ít trái táo cái đã. Cần khoảng 8 trái táo các bạn ơi. Và một ít vàng nữa. Vàng thì trong này mình có cũng kha khá nè. Rồi sau đó thì mình sẽ làm cho mình thiệt là nhiều những trái táo vàng nha. Vừa đủ 8 trái luôn nè. Và mình dự định là sẽ tạo ra một cái phương tiện được mang tên là Nox Bike. Nói sợ các bạn hơi buồn cười nhưng mà thực ra đây là xe Nod đó các bạn ơi. Nod là cái ông từng thiết kế ra Minecraft á. Và giờ thì mình sẽ cất số vàng còn thừa vô trong lại nè. Dịch chuyển lại nhà của sư phụ đi. Vì trong ngày hôm nay mình dự định sẽ làm thêm nhiệm vụ của sư phụ dành cho mình á. Đây nhà sư phụ nè. Không biết sư phụ có nhà không? Ui, sư phụ vẫn còn ở nhà. Wow, hỏi thăm sư phụ cái coi. Ui sư phụ này kỳ ghê luôn á, đồ đệ hỏi thăm mà không trả lời, từ khi hoàn thành nhiệm vụ mới trả lời mình thôi. Và giờ mình sẽ tạo ra Nox Spy nè. Ui mình cười lên đầu Nox luôn rồi, kỳ quá à. Nhưng mà hơi kệ đi, và nhiệm vụ của sư phụ đề ra cho mình lần này á, là tiêu diệt 20 cái sinh vật ở gần cái ngọn núi. Nói thì dường như là một cái bài... bài tập luyện cho mình vậy thôi á. Và ở đây nè có gà để mình thử tiêu diệt một bé gà coi coi có tính không nhá. Ui. Ủa sao không tính hả? Ủa hay là... Ủa kỳ ta. Ủa kỳ hả? Mình lên núi mình giết rồi mà sao không có tính gì trơn vậy? Ui. Ui mình đi gần cái táo còn rơi ra cả táo nữa nè. Đúng là Nod có khác. Nó thích táo vàng lắm các bạn ơi. Và kỳ á. Sao tiên thỉnh thoảng này rơi ra mấy trái táo đỏ là sao? Kỳ lạ thiệt. Và cái nhiệm vụ này kỳ kỳ sao á. Tiêu diệt 20 con sinh vật á. Nó gần ngọn núi. Gần ngọn núi chứ không phải trên ngọn núi hả? Vậy là nếu mình ở dưới này mình quýnh thì có tính nhiệm vụ không? Đây để mình xuống thở coi. Tiêu diệt một cái nè. Cũng không tính luôn. Hay là phải tiêu diệt mấy con mob kiểu như là zombie ta. Nếu mình giết cua thì sao? Giết cua không biết có tính không nữa. Cua cũng là một cái sinh vật trong thế giới One Piece á các bạn ơi. Đây nè, tiêu diệt coi. Có tính không? Không tính luôn. Ủa, sư phụ cho nhiệm vụ gì kỳ á. Sao mình làm mà không tính gì trơn vậy? Kỳ cục thiệt luôn á. Nè, cũng không tính đó nè. Hay là cái này thấp quá không được gọi là ngọn núi. Ủa, chắc cũng có thể vậy á. Để giờ mình sẽ cưỡi ông Nod coi. Ông Nod rồi. Ui chết, ông Nod chạy rồi. Nod đâu rồi ta? Ủa mới thấy Nod đây mà.
Ui nó thừ quá. Bỏ mình đi mất tiêu rồi, mình sẽ chạy vào cái khác. Rồi và đi tiếp thôi. Mình sẽ đi tìm một cái ngọn núi các bạn ơi thì mới có thể làm được cái nhiệm vụ á. Ủa mà nó hình như có vẻ đi hơi chậm thì phải, chậm hơn bé ngựa của mình á. Kỳ thiệt. Ủa nhưng mà vùng này không có núi hả ta? Đợt trước mình nói đi tới đây thôi là mình quành ngược lại để làm nhiệm vụ xin tồn cho sư phụ rồi. Ở bên đây có cái ngôi làng nè. Để mình qua thử gần ngôi làng này có cái Ui, thì ra nó thả miệng là sẽ rơi ra mấy cái kiểu như là trái táo. Ôi và các bạn có để ý khi mà mình đi á nó sẽ ra điện không? Đó 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 đó. Trên người ui đúng có ăn trái hệ logia có khác á. Rồi đi lâu lâu cái nó lại ra điện nè, thành người điện rồi. Ủa sao mình cưỡi không được nữa? Không cho cưỡi, không cho cưỡi nè. Nó thư nè, nó thư. Cưỡi mà không cho cưỡi. Rồi lên tiếp. Đi thôi, đi thôi. Hình như mình càng đi thì nó càng bự sao á. Kê kê kê. Lại ra táo tiếp. Không hiểu luôn. Và đây là tới biển mất tiêu rồi. Cạnh ngôi làng nữa. Ok, để bây giờ mình sẽ đi tìm một cái ngọn núi nha. Hy vọng là gần đây sẽ có núi cho mình làm nhiệm vụ coi. Càng làm nhiệm vụ thì mình sẽ càng học được nhiều những kỹ năng tốt từ sư phụ của mình á. Nên mình muốn thực hiện càng nhiều nhiệm vụ càng tốt. Ui kìa. À, đi một lúc thì nó sẽ giận lên nè, mắt nó màu đỏ nè. Vì mình hệ Logia nên nó không có đánh được các bạn ơi. Hỗn xược, dám đánh chủ, dám đánh chủ nè. Nó thư lắm. Dám đánh chủ. Ít, đây có mấy bé đất nè. Ui, mấy bé đất này dễ thương lắm luôn á. Hình như ăn hoa thì phải, để coi coi mình kiếm hoa cho bé bé ăn thử ơi. Hoa là hoa đỏ á. Đây nè, hoa đỏ có luôn. Đây, 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 anh sẽ cho em ăn nha. Chịu không? Chịu luôn nè. Ui, dễ thương vậy. Ở đây thì có những cái nâng cấp các kiểu luôn. Wow, được đó nha, giờ có đi theo mình chưa? Ui, giờ đi theo mình luôn rồi nè. Ôi và tính ra mình tạo ra cái xe nốt đó là không tiện lợi cho lắm. Mình cứ chạy một lúc thì nó sẽ giận lên nè. Bình thường mắt nốt màu đen đúng không nè. Em xuống cho các bạn xem. Đó, mắt nốt màu đen và cái đầu không quá to. Nhưng mà một hồi là cái đầu nó bự khổng lồ luôn. Và còn kiếm cớ đánh mình nữa chứ. May mà mình ăn trái hệ Logia. Nếu không thôi chắc nốt cặp mình chết quá. Rồi giờ thì lên ngọn núi này nè. Không, ở gần ngọn núi thôi. Vì trong nhiệm vụ á, sư phụ ghi là tiêu diệt những cái con sinh vật á, nó gần gần cái ngọn núi thôi hả. Ở đây có cừu nè, để mình thử mình tiêu diệt cừu coi coi có tính nhiệm vụ không nhá. Rồi, vẫn không tính nhiệm vụ. Sư phụ cho nhiệm vụ kỳ quá à. Hiểu không á. Gì đâu mà mình tiêu diệt mấy con sinh vật nó gần núi lắm rồi. Cái này cao như vậy mà không gọi núi chứ gọi là cái gì đúng không. Mà vẫn không tính nhiệm vụ cho mình. Giỏi thiệt sự luôn. À, đây 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 có con dân làng từ Palen nè. Dân làng từ Palen nè các bạn có thấy không, phần progress nè nó vẫn chưa tính phần trăm nhiệm vụ cho mình á. Chứ cái này mà không gọi ngọn núi là hơi phí luôn, nó cao nhọng như vậy nè mà không gọi là núi chứ gì nữa. Mà sư phụ không cho mình hoàn thành nhiệm vụ này thế nó mới khổ á chứ, buồn ghê luôn á. Ê ui ui chết rồi, chết rồi. Đừng. Đừng có đẩy xuống nước. No. Bé bé đất đi lên đi. Anh bị chóng mặt rồi nè. Đi lên đi. Anh không xuống nước được đâu. Rồi đi tiếp nha. Buồn ghê luôn á. Tự nhiên không làm được nhiệm vụ. Chán ghê. Và đằng kia là cái con thuyền mà mình đã khám phá rồi. Ủa vậy bây giờ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ này bây giờ? Không biết sư phụ khái niệm như thế nào là cái ngọn núi nữa. Mình thấy cái này cao như vậy không gọi là ngọn núi chứ là cái gì. Để bây giờ mình sẽ trở lại. À đây đây. Ở đây cũng là gần ngọn núi này đúng không. Để mình xử tiêu diệt coi. Chắc là tại gần nhà sư phụ mới biết hay sao á. Ôi nhưng mà nó cũng không tính à. Kỳ thiệt. Cần này là mấy cái lỗ trong mấy cái cây thôi. Ok, để bây giờ mình sẽ thử đi vòng vòng coi coi tìm mấy cái chỗ cao cao hơn xíu nữa đánh thử coi coi sư phụ có tính nhiệm vụ không nhá. Chứ giờ là sư phụ không có tính nhiệm vụ cho mình rồi. Dự định ban đầu của mình á là làm nhiệm vụ của sư phụ nhưng mà mình tìm hoài không thấy tăng cái phần trăm nhiệm vụ lên á, nên thôi mình sẽ tạm thời gác qua chuyện đó và đổi phương tiện một xíu đi. Không biết cái ủa chết rồi, cái bé rồng mình đâu ta.
À đây, bé rồng mình đây. Mình sẽ triệu hồi thêm một bé rồng trong chuyến khám phá dưới này đó. Vì mình đang thiếu những cái que quy lửa để làm những cái lò chế tạo thuốc á các bạn ơi. Nên mình cần phải đi xuống dưới một chuyến nữa. Và lần này thì mình sẽ mang những thứ cần thiết kiểu như vậy thôi. À ơi, chết. Còn thiếu một cái cực kỳ quan trọng nữa. Đó chính là một cái ủng. Đâu rồi cái ủng bằng bedrock của mình. Vì khi mà mình bị dính lửa thì mình cần phải mặc full set đồ bedrock thì nó mới không bị mất máu nữa. Rồi giờ thì mình sẽ xuống đây đợi một chuyến nữa nha. Thằng này thì mình đã có trái hệ Logia rồi nên không lo nữa. Ui. Mới xuống gặp anh Zombie Bitman luôn. Và đi xuống dưới hay nào, mình có cung nữa nên cũng không sợ mấy con kiểu như quái vật tầm xa nữa các bạn ơi. Bé mèo thì mình sẽ trang bị xuống nè. Rồi và sau đó thì mình sẽ triệu hồi ra một bé rồng ở dưới này để mình có thể cưỡi nha. Hy vọng là đừng có con quái nào đánh đến trước bé rồng. Bé rồng yếu lắm luôn á, chúng một hết chắc chết quá. Rồi giờ thì bay một đoạn nữa thôi. Coi nào. Ôi nè nè đợi ở trong One Piece đẹp ghê luôn á, có kiểu như có mấy cái dây leo á, nhìn thích cực. Ôi dưới kia là mấy con ra. Con đó nó cũng cầm Infernal Bow giống như mình kìa. Dám đọ cùng với mình. Ủa. Ôi no. Kỳ cái Infernal Bow. Thì tình luôn, mình không hiểu cái cơ chế chiến đấu trong này luôn á. Mình cưỡi là mình bắn tung bắn vô chúng bộ mà, trong khi mình đang ngắm vào cái địch ấy. Không hiểu luôn. Buồn thiệt sự. Mình sẽ trò sấm sét nào chết mấy con này đi. Ủa? Đồng minh của Zombie Batman hả? Ủa bộ có mấy con đó là đồng minh của Zombie Batman hay sao vậy? Ủa làm gì mình quýnh nó mà Zombie Batman quýnh mình rồi. Ui chắc mấy tên này cùng phe với Zombie Batman rồi. Cùng phe thì cùng phe, mình không có sợ đâu. Cho bảo điện xuống nè. Bảo điện xuống, chuẩn bị. Ủa? Ủa kìa. Ủa gì kìa. Bảo điện xuống rồi mà. Ý, không sượt nè. Không sượt, ý, mặc full set đồ bedrock vào để đừng có bị dính lửa các bạn ơi. Và mấy tên này đừng hòng uống chúng mình nữa, vì mình ăn trái hệ Logia rồi. Đùa với mình nè. Đùa hả, đùa với ngươi. Ở đây, mình có thể đánh được nó nè. Và nó sẽ rơi ra gì nào. Ủa nó không rơi ra bột vì lửa tím luôn á. Ủa sao buồn vậy. Và mình sẽ chờ tiếp một bé rồng nhé. Lần này thì mình sẽ không sử dụng cung trên người bé rồng nữa đâu. Lỡ mà bắn trúng một cái nữa bé rồng mình lại chết thì buồn lắm luôn á. Hôm nay có tin vui là mở ra những trái quỷ xịn, nhưng mà tin buồn là lại có một người bạn mình lại hy sinh rồi. Thiệt tình á, núp vẫn là núp mà. Thôi cố gắng lên thôi chứ biết sao giờ. Ở đây có những cái loại khoáng sản màu tím nè, để mình tranh thủ xuống đây mình khai thác một mớ về. Sắp tới có gì còn sử dụng nhá. Đâu rồi, đây nó ở đây. Đào ra một cái được 2 viên luôn, quá dữ. đi tiếp thôi. Và đằng kia là cái gì nào. Ui ở dưới đang còn kìa, nhưng mà nó hơi khó đào nha. Để mình thử. Ê, cẩn thận mấy cái khối này nè, đứng lên là bị cháy á, nên phải cẩn thận một xíu. Bây giờ mình sẽ tìm cách đi xuống dưới để khai thác cái số cái quặng này là gì đây. Bullet gem nhá. Ây da, suýt nữa thì vứt cây cúp xuống lava luôn rồi. Nguy hiểm thiệt á. Rồi giờ thì đi xuống cả. Ý, cái này cũng có lava nữa. Sao lượm mấy cái kia đây, nó tốt ở dưới lận á. Ui khó quá à. Nó đâu khoảng này nè các bạn ơi. Để mình sẽ làm liều nha, đào thẳng xuống dưới luôn. Dù mình biết rằng cách này cực kỳ nguy. Ây da. Biết ngay mà, thế nào cũng bị lava đốt mà. Thôi chắc tạm thời bỏ qua cái quặng đó đi, chứ nó vậy mình xuống dưới nhiều khi mình mất mạng nữa thì không hay cho lắm. Và tiếp tục. Ý, đây nè. Vừa mới nói có trước mặt luôn. Cổ xuống dưới đào. Rồi đi tiếp nè. Nè mấy cái lava ra. Ui chết rồi bé. Ui đừng em ơi. Cố lên đừng. Đừng. Ui đã bị mấy cô con này dám quýnh cái bé rồng của mình. Quýnh bé rồng của mình nè. Một phần cũng thôi mình nữa, mình lỡ đụng vô cái cục lava đằng kia.
Đúng là mình không không có duyên với mấy người bạn trong này mà. Ai đi với mình tầm hết 1-2 phút thế nào cũng cũng của tỏi à. Chắc sắp tới mình đi khám phá một mình luôn quá, không dám dẫn ai theo đâu, dẫn theo toàn cũng của tỏi thôi. Tội nghiệp thôi chứ không gì hết đó. Chứ mình thì mình không sao rồi, giờ mình ăn trái hệ logia á, nên thổi con gà mái với sát thương vật lý luôn. Nhưng mà mấy người bạn mình đâu có được ăn trái ác quỷ giống như mình đâu. Nên vẫn bị dính sát thương như thường à. Có ghê luôn á. Trời ơi. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ không còn là một cái thuyền trưởng núp nữa nha. Còn giờ thì tiếp tục chiến đấu thôi. Mặc dù có một mình nhưng mà mình sẽ kết liễu con gát này. Này thì gát nè, có rơi ra nước mắt gát không? Mình đang cần một xíu nước mắt gát á để phục vụ vào việc chế tạo. Ồ đúng rồi, anh em tương tàn đi. Ồ đúng rồi. Úi. Từ kia gớt dưới rồi, người cũng gớt dưới chung ngắn đi. À, nắng mắt gác có dưới không nào? Theo như tầm nhìn của mình thì như dưới không có nước mắt gác rồi. Ui, và đằng kia có cái blue gem kìa. Để mình xuống dưới mình lượm cái đã. Bắn cái gì? Bắn có... Đó không? Mày có thấy nắng đâu có bắn trúng mình đâu. Vì mình ăn trái hệ Logia nên sát thương vật lý là không còn kiểu như là gây được sát thương cho mình nữa. Rất là thoải mái luôn. Vậy là mình có thể trả thù được rồi. Đừng có đùa, đừng có đùa kiếm chuyện. Và cà khịa mọi nơi, cà khịa mấy anh nè. Làm gì tôi, làm gì tôi, cái tội ha, tiêu diệt bé bé rồng của tôi là tôi bực rồi. kiếm chuyện. Và mình cũng còn ca khá cái số mô tần sát á để sắp tới về chế tạo các bạn ơi, nên giờ có dịp thì mình cứ farm đi, rồi một xíu thì mình sẽ triệu hồi thêm một bé rồng nữa, cũng như là bé rồng cuối cùng nhá, để coi coi dưới này còn cái công trình gì không để mình còn khám phá nốt nhá. Ở dưới này có cả đống tên quỷ lửa màu tím luôn nè. Quỷ lửa tím chuẩn bị đón nhận xét đánh đi. Giờ thì nhào vô BK với các ngươi luôn. Có trái Logia thật là thích kêu người. Bình thường như vậy thế nào mình cũng chết nha, mấy lần cho coi á. Nhưng mà giờ thì có Logia, trái hệ Logia rồi, nên cũng không cần lo về việc bị chết vì những cái đòn sát thương vật lý nữa. Nhưng mà thù của bé rồng lần trước thì mình vẫn phải trả thôi. Giờ mình gặp tên nào dưới này mình cũng có thể đơm được hết á. Để cho chừa. Xét đánh nè. Úi. Ôi cái trái ác quỷ của mình á, dưới này đời nó không có hữu nghiệm cho lắm á các bạn ơi. Nhiều khi mình tấn công nó cũng không có chính xác thương ấy. Không hiểu luôn. Thôi giờ thì trở lại với bé rồng thôi nào. Ui may mà bé rồng mình không có sao á nha. Bé rồng mà mình bị gì nữa chắc cái tên này ha, mềm mình với mình luôn á. Ui, con gas. Mình sẽ tấn công nó trên lưng bé rồng luôn. Này thì gát. Này thì gát. Ủa. Ui may mà bé rồng mình không có sao quá nha. Bé rồng mà mình bị gì nữa chắc cái tên này ha, mềm mình với mình luôn á. Ủa. Cái gì vậy? Mình quýnh con gát mà. Ủa là sao? Không hiểu luôn á. Trời ơi. Nữa rồi. Vậy là mới xuống tầm 5 phút thôi mà mình đã là ba người đồng đội mình hy sinh rồi. Trời ơi. Sao mình bóp đồng đội ghê vậy? Ồ, chắc sắp tới lúc mà mình cưỡi bất kỳ người đồng đội đó thì mình sẽ không có cầm vũ khí trên tay các bạn ơi. Mình ưa vung kiếm bừa lắm á, vung kiếm lần nào đồng đội cũng ngẫm của tỏi hết. Ê, cái tình luôn á. Đồ thì không có được đồ xịn mà nãy giờ hy sinh đồng đội quá trời rồi, mình thấy hơi phí á nha. Ok, chắc bây giờ mình cũng trở về các bạn ơi, chơi đây một hồi mình ngứa tay mình triệu hồi thêm đồng đội nữa thì không ổn đâu. Hôm nay đi khám phá mình đã làm cho 4 người đồng đội mình hy sinh rồi. Khá là buồn luôn, tại vì mình không có ý, chẳng qua là cái hitbox trong đây nó bị lỗi các bạn ơi. Mình đang cưỡi mà mình nhắm hướng khác thì cũng đánh trúng cái bé rồng mình đang cưỡi hả, buồn thật sự luôn á. Rồi để xoa đi nỗi buồn thì chúng ta sẽ cùng nhau mở một vài cái loot bag nhá. Ở đây thì mình có được khoảng 5 cái loot bag legendary nè. Và cái này thì mình có thể chế tạo từ những cái epic đúng không? Để mình sẽ gặp vài cái epic nữa để có thêm loot bag legendary và mở nốt luôn nha. Và mấy cái còn lại thì mình sẽ nén từ từ trong thời gian giữa 2 tập nhá. Rồi giờ thì bắt đầu công việc nén lướt bát thôi nào. Sau một lúc thì mình đã nén được một vài cái lướt bát legendary rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở luôn nha. Hy vọng là sẽ rơi ra những món đồ tốt. Và cái đầu tiên
được những cái cục thức ăn để hồi máu nè, cũng như các chân vịt mình đã có rồi nên mình sẽ công nhật thêm. Cái thứ hai lại là thức ăn hồi máu nữa. Ui, và những loại này cũng khá là xịn đó nha, mấy chục phần trăm thôi. Cái thứ ba vẫn là thức ăn hồi máu nè, và có tên mắt diệm thạch để chế tạo. Cái thứ tư, ui quá trời luôn. Chuyện này chắc mình ăn thức ăn hồi máu mình xỉu quá. Cái thứ năm nè, một ít hắc diệm thạch. Rồi tính ra cái chân vịt á trong loot bag nó rất là dễ ra luôn các bạn ơi. Ui, tới cái thứ sáu thì nó bắt đầu có kim cương rồi, và có thêm emerald nữa. Cái thứ bảy nè, tiếp tục là thức ăn hồi máu. Như vậy thì tỷ lệ ra thức ăn hồi máu trong này là gần như là 80% rồi đó. Mở gần như cái nào cũng ra hết. Cái cuối cùng nè, nữa nè. Toàn thức ăn hồi máu luôn á. Mình chỉ tốn có 8 cái loot bag legendary thôi mà mở ra được cả đống thức ăn hồi máu luôn. Sắp tới khi đi chiến đấu á thì mình sẽ mang theo một mớ đây vừa ăn vừa hồi máu nha, để có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Và như vậy trong ngày hôm nay thì cái bộ sưu tập trái quỷ của mình đã tăng lên rất là đáng kể luôn, vì mình đã nhặt hình như là 6 hay 7 cái rương chứa trái quỷ bên trong lận. Và trong đó có những trái quỷ hệ Logia như trái Goro Nomi mình đang ăn nè, cũng như là trái Yuki Nomi cũng là hệ Logia. Và những trái quỷ khác thì từ từ mình sẽ trải nghiệm hết cho các bạn có thể cùng biết với mình nhá. Rồi, và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm những con tàu hải tặc cực to như trong ngày hôm nay mình khám phá, để có thể tìm thêm những trái quỷ cực kỳ xịn và trở thành một vua hải tặc trong OneV. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.